Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Say what happens now.
is our world. This is our time. These are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world. And this is our chỉ
cần có nhau. Cây đu trao lệnh trời, đừng bỏ
chiều xuống đầy đầy núi. Anh mỏi mỏi trong gió hội im. Anh tìm ai tìm anh? Anh mãi tìm em tìm anh trong ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhau. Đây thì chú rể và cô dâu đang ngồi bên nhau, đang có nụ cười rạng rỡ trên môi và rất đông sự diện của toàn thể quý vị đem đến một bầu không khí, những lời chúc tốt đẹp. Và lúc này thì những phóng viên chuyên nghiệp và có cả những smartphone của cá nhân cũng đang hướng về với chú rể và cô dâu để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trong tuần, một tuần đẹp trong tháng và tháng đẹp trong năm nay. Đó là một năm Kỷ Hợi, gia đình nhà trai đã sửa lễ xin dâu và đã được trao cho gia đình nhà gái. Gia đình nhà gái đã nhận và lễ này đã được chuyển về vị gia tiên. Chú rể đã trao hoa cho người thương ở vị nhà trong và cũng đã thắp hương những nén hương thơm để dâng lên tiên tổ. Và lúc này thì xin mời chú rể và cô dâu xin được cùng nhau đứng lên ra mắt và cúi chào tới toàn thể có quý vị hai họ ngày hôm nay. Xin mời Đức Công và Kiều Anh sẽ đứng lên cúi chào toàn thể quý vị ạ. Những chào hoa tay phát lên để cùng chúc mừng ạ. Các vị thân mến, để có được giây phút hạnh phúc được ngồi bên nhau thì hai người phải vượt qua rất nhiều sự thử thách ạ, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, cuộc đời có rất nhiều thử thách, đó là chúng ta phải biết vượt qua những giông tố để đến bên bờ hạnh phúc. Và hạnh phúc mỉm cười với ai biết vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Và chính Đức chú rể và cô dâu đã có được hạnh phúc trong tay. Và có được trong tay rồi thì xin chúc cho chú rể và cô dâu sẽ luôn đồng hành hạnh phúc bên nhau. Hãy dành cho nhau những lời yêu thương trong cuộc sống. Và xin mời chú rể và cô dâu tiếp tục mở sống ạ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cô gái rất là xinh đẹp đến từ gia đình nhà trai. Xin được giới thiệu giọng hát của Hương Nguyễn với ca khúc Ước Muốn Nhỏ Nhoi, sáng tác của Lily. Một tràng vỗ tay để chào đón giọng hát của Hương Nguyễn ạ. Đưa em về đây, anh là hạt nắng nhẹ
của nhóm nhảy Lido. Một tràng tay cổ thật đấy quý vị ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời và xin chúc mừng chú rể và cô dâu sẽ cùng bước lên bục danh dự ngày hôm nay để đón nhận tình cảm thật là thân thương đến từ gia đình ạ. Xin chúc mừng và xin mời Đức Công và Kiều Anh sẽ cùng bước lên bục sân khấu. Món quà là những viên gạch để xây dựng nền móng hạnh phúc gia đình, mẹ của chú rể và mẹ của cô dâu. Và trước khi đến với điều kỳ diệu này, xin mời những bức ảnh lưu lại ngày hôm nay và chú rể và cô dâu hãy tươi lên để có những bức ảnh thật là đẹp. Chúc mừng và xin mời mẹ của chú rể Đức Công ạ. Đó là bà Lê Thị Hoa. Và xin mời mẹ của cô dâu Kiều Anh, xin mời bà Đỗ Thị Tiến ạ, sẽ cùng đứng cạnh người gái yêu thương để chúng tôi thực hiện những điều kỳ diệu ạ. Đến giờ phút này phải nói là chúng tôi rất là phấn khởi, mọi việc xếp sắp là rất là chu toàn. Chúng tôi cũng thay mặt cho họ nhà trai xin được nói lời rất là cảm ơn họ nhà gái đã tạo mọi điều kiện từ khi ăn hỏi cho đến giờ phút này. Thì như vậy là chúng tôi thấy là được sự giúp đỡ rất là chu đáo của họ nhà gái và sự đón tiếp rất nhiệt tình của họ nhà gái. Và theo đúng giờ đã quy định mà hai bên hai họ chúng ta đã thống nhất với nhau, bên họ nhà trai của chúng tôi và cháu Đức Công đã chuẩn bị xe hoa sẵn sàng và để được đón xin phép bà Tiến và họ nhà gái cho chúng tôi được đón cháu Kiều Anh về làm vợ cháu Công và làm con dâu cho họ nhà trai chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin có lời kính mời tất cả các ông các bà, các anh, các chị, bạn bè của cháu Kiều Anh có điều kiện xin kính mời cùng lên xe trong đoàn để về nhà trai dự lễ thành hôn của hai cháu và Đức Công và Kiều Anh. Xin kính mời tất cả các quý vị. Chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe. Màu đã điểm giờ xe duyên nồng. Sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng với chú rể và cô dâu trở về địa chỉ Bảo Lộc 1, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam để cùng dự lễ thành hôn. Chúc quý vị thượng lộ bình an.
Đám cưới, đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chú rể là anh. Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Cho em một đời.
phải chi, vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra đua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ chờ cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi. Quý quân khách lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và chúc quý vị có một buổi trưa tại gia đình Hoàng Gia thật là vui vẻ. Và ngay sau đây anh xin gửi tới quý vị ca khúc đầu tiên được mang tên Khách Đến Trên Nhà, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng,
Vâng, và cái thưa toàn thể duyên hôn thân khách quý, và thật đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng qua. Yêu nhau thì không quản đường xa, vì tình vì nghĩa thì ta cũng qua. Và yêu nhau thì trong sự chẳng nề, dẫu trong chỗ lệch cũng kê cho bằng. Và cái thưa toàn thể quý vị thân khách quý, và trong buổi chiều ngày hôm nay, lời nói đầu tiên cho phép những cái làm chương trình trong phòng cưới của công ty truyền thông và sự kiện Xuân Thủy xin được gửi tới toàn thể các cụ công các bà, cô dì chú bác và toàn thể duyên hôn phái đoàn quan viên bốn họ đang cùng có mặt tại sân khấu để cùng dự buổi đại lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Đức Công và cô dâu Kiều Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và kính thưa toàn thể duyên hôn tân khách quý phái đoàn quan viên bốn họ, đôi bà trẻ Đức Công và Kiều Anh ngày hôm nay cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương con người Hà Nam và quê hương Ninh Bình, và qua năm tháng tìm hiểu cũng như trên con đường lao động học tập và công tác, đôi bà trẻ đã tìm cho mình được lối đi chung, và để rồi công về thưa với mẹ cha cho ngày lành tháng tốt để xin qua đón nàng. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và qua năm tháng tìm hiểu cũng bằng sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương, sự đồng ý nhất trí của hai trái tim vàng và sợi dây tơ hồng của ông tơ bà Nguyệt ngày hôm nay cũng đã chính thức kết tóc xe tơ dệt nên tình hạnh phúc trăm năm của chú rể Đức Công và cô dâu Kiều Anh. Và cái thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và trong buổi chiều ngày hôm nay, giờ phút này cũng có thể nói rằng tất cả cũng đã đủ đầy, đủ ngày, đủ tháng, đủ thóc, đủ gạo, đủ đạo làm chồng và đủ công làm vợ, đủ thuốc, đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả em dưới và đủ cả chị trên, cũng như đủ cả cô dì quan viên bốn bên, và tất cả quý vị đang cùng có mặt trở về để cùng chúc mừng cho đám cưới. Và giờ phút này một lần nữa, ban tổ chức không để duyên hôn phải đợi lâu hơn nữa. Giờ phút này ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ Đức Công và Kiều Anh được long trọng tổ chức tại sân khấu Đại Dinh Nhà Trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu. Xin một tràng pháo tay để cùng chúc mừng và xin được mời chúng ta và chú rể cùng tiến lên cúi chào ra mắt toàn thể quý vị phái đoàn quan viên bốn họ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và ngày hôm nay những tình cảm hiện diện có mặt của toàn thể đại gia đình đã cùng có mặt tại sân khấu, đó là những món quà ý nghĩa và sẽ là hành trang cho cô dâu và chú rể cùng bước trên con đường hạnh phúc trăm năm của mình. Và người xưa thì đã nói rằng trăm năm tính chuyện vuông tròn, phải dò cho kỹ ngoảnh nguồn mạch sông. Và ngày hôm nay dường như qua những năm tháng tìm hiểu thì tình yêu của Đức Công và Kiều Anh cũng đã chính thức đơm hoa kết trái. Và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và để có được ngày vui hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay thì giờ phút này đôi bà trẻ cũng không thể quên được công ơn của những bậc sinh thành làm cha làm mẹ, những người đã xây dựng nên một tình hạnh phúc trăm năm để cô dâu và chú rể có ngày hạnh phúc trăm năm ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, vào giờ phút này cùng trở lại với chương trình buổi đại lễ thành hôn, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời toàn thể đại gia đình sẽ cùng mời dầu xây nước và xin được mời vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn gia đình nhà gái cô dâu Kiều Anh trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ cùng hiện diện về bậc thềm sân khấu để có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các bác, các ông, các bà, đại diện cho hai họ, nhà trai và nhà gái, đưa dâu và rước dâu. Thay mặt họ nhà gái, tôi trước hết tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình tiếp đón chu đáo của họ nhà trai. Trước khi trao dâu, cũng xin có lời là mong các cụ, các ông, các bà và các anh, các chị, các em trong họ nhà trai là mọi việc cháu gái nhà chúng tôi làm dâu thì tất nhiên là có nhiều bỡ ngỡ, thì mong rằng được sự giúp đỡ của các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và các em, các cháu. Và cũng xin nhắc đối với cháu gái nhà chúng tôi là cũng là hiền lành và ít nói, nhưng mà mong cháu là phận làm dâu là làm tốt cái nhiệm vụ của mình, và căn dặn hai cháu Đức Công và Kiều Anh là đều làm tròn bổn phận của cô dâu chú rể, con dâu con rể trong hai dòng họ. Và tức là cháu Đức Công là cháu rể bên chúng tôi và cháu Kiều Anh là làm con dâu bên nhà các cụ. Vâng, và nhân đây là tôi cũng xin tặng các cháu mấy vần thơ. Chúc cho các cháu là chồng hiền vợ thảo con ngoan,
chăm chỉ ân cần khuyên nhủ cùng nhau, trăm năm tình vợ nghĩa chồng, nghìn năm như hạc với tùng bên nhau. Trước khi dừng lời thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới quan viên hai họ, tới các cụ công, các bà, các cô dì chú bác, kể cả là họ nhà trai, và bên họ nhà gái tôi cũng có một số các ông các bà là đại diện cho phố phường và chính quyền địa phương là đi cùng với đoàn. Nên là thay mặt em gái tôi là Đỗ Thị Tiến, là tôi cũng xin có lời cảm ơn các cụ công, các bà đã nhiệt tình đưa dâu đưa cháu đến nhà chồng, và cũng xin thay mặt họ nhà gái là xin giao lại cháu gái nhà chúng tôi làm dâu bên các cụ nhà trai, bên các ông các bà là tạo điều kiện giúp đỡ cháu. Xin chúc các cụ các ông các bà quan viên hai họ sang chuẩn bị sang năm 2020 được mạnh khỏe, mọi việc vạn sự được như ý. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu đầy chân tình và trách nhiệm đến từ phía vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái của dâu Kiều Anh. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và một mùa xuân mới đã lại chuẩn bị tới. Khi những cánh hoa đào chuẩn bị một chào đón một năm mới, thì những người làm chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã cùng có mặt trên khắp mọi nẻo đường, mọi ngõ phố để cùng chung tay dệt nên tình hạnh phúc trong năm của những đôi uyên ương. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý và nhà gái hân hoan mừng dề thảo, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền. Và ngay sau đây để cùng tiếp lời cho những kiến và ngọc đến từ phía vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái của dâu Kiều Anh, giờ phút này một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời về bậc thềm sân khấu sự hiện diện của vị trưởng đoàn đến từ nhà trai chú rể Đức Công. Và ngày hôm nay cũng có thể nói rằng Hà Nam là đất quê cha, Ninh Bình quê mẹ thì thiết tha mặn nồng. Và xin mời đại tình một tràng hoa tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của vị trưởng đoàn đến từ nhà trai chú rể Đức Công. Kính thưa các ông các bà, kính thưa con viên hai họ, trước hết chúng tôi xin rất làm phấn khởi đã được họ nhà gái để trao cô dâu là cháu Kiều Anh cho họ nhà trai chúng ta, để về cháu Kiều Anh làm vợ của cháu Đức Công, cũng là làm con dâu trong họ nhà trai chúng ta. Và chúng tôi cũng xin được nói lời cảm ơn, trước hết là cảm ơn bà Tiến đã trao được con gái của mình cho bà mẹ chồng của cháu là bà Hoa tại nhà gái. Và như vậy đoàn nhà trai chúng tôi đã đón được cháu dâu từ nhà gái trở về đây. Cũng xin cảm ơn lời phát biểu của ông đại diện cho họ nhà gái, cũng đã có lời phát biểu trao cô dâu cũng như là dặn dò cháu Kiều Anh về nhà chồng. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự rất là nhiệt tình của họ nhà gái đã giúp cho họ nhà trai chúng tôi từ những cái buổi tiệc lễ đính hôn cho đến ngày hôm nay là ngày lễ rước dâu đại hỷ của các cháu. Cũng xin cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian từ ở Ninh Bình xa xôi và đã đến họ nhà trai tại đất Hà Nam Phủ Lý để dự lễ thành hôn của hai cháu Đức Công và cháu Kiều Anh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt của họ nhà trai cũng như họ nhà gái đã có mặt rất là đông đủ đến để dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Thật là long trọng, đầm ấm và vui tươi. Xin chúc toàn thể các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi cũng xin được phép thay mặt cho xin phép cả họ nhà gái và họ nhà trai được chúc hạnh phúc cho, chúc phúc cho các cháu. Chúc các cháu là sẽ có một cuộc sống trăm năm hạnh phúc lâu dài bên nhau. Và lúc nãy như vị nhà gái, vị đại diện cho họ nhà gái cũng đã nói, thì tôi cho rằng cho đến giờ phút này là họ nhà trai cũng như họ nhà gái chúng ta là cùng một nhà, cùng có trách nhiệm chăm lo cho hạnh phúc của hai cháu, cũng như là chăm lo cho vườn cây hạnh phúc của các cháu được luôn luôn xanh tươi, rồi đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái. Và như vậy là chắc chắn hai họ chúng ta sẽ cùng được vui. Các vị có nhất trí với tôi như vậy không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin chúc hạnh phúc của các cháu và xin kính chúc các vị sức khỏe, hạnh phúc
và vạn sự như ý. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và hôm nay thì sum họp chúc mai tình chung một khắc để nghĩa dài trong năm, và hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng muốn biển nhưng chúc mừng nhà. Và giờ phút này xin mời đại tình chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để cùng hân hoan chào đón và cùng chúc mừng ngày phúc trong năm cho Đức Công và Kiều Anh. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và vừa rồi thì cũng là những ý kiến phát biểu và ngọc đến từ phía hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía hai bên gia đình. Và kính thưa toàn thể duyên hôn tân khách quý, và ngày hôm nay cô dâu Kiều Anh và chú rể Đức Công cũng đã thực hiện nghi thức thắp hương gia tiên yết bái tổ đường tại phía hôn trường bên trong nhà. Và ngày hôm nay tại sân khấu chính giờ phút này, xin mời đại tình chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng đến với những nghi thức trong đám cưới Việt. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu và tới cùng đến với món quà kỷ vật trong ngày cưới, đó chính là chiếc nhẫn cưới, để chứng tỏ tình yêu trước những tình cảm nhiệt liệt của toàn thể quý vị. Phát đạt quan viên muốn họ đã cùng có mặt ngày hôm nay để cùng chứng kiến cho một tình hạnh phúc trong năm của chú rể Đức Công và cô dâu Kiều Anh. Vâng ạ, và xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đến với nghi thức trao nhẫn cưới trong năm hạnh phúc. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay thì chú rể Đức Công có tâm sự với cô dâu Kiều Anh rằng em mới nhận chiếc nhẫn cưới này để cùng chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em. Và ngày hôm nay cô dâu có tâm sự với chú rể rằng anh ấy nhận chiếc nhẫn cưới này để cùng chứng tỏ tình yêu của em dành cho anh. Và kính thưa toàn thể duyên hôn tân khách quý, và kể từ ngày hôm nay hai bên gia đình sẽ có thêm một cô dâu hiền và một chàng rể thảo, trai trung chính tỷ gái chính chuyên, trai đảm việc nước tỷ gái đảm việc nhà. Và từ ngày hôm nay công thương vợ thì sẽ hăng say công tác, và Kiều Anh thương chồng thì sẽ trung hậu đảm đang. Vâng ạ, và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về bên ly thắp bánh để cùng đến với nghi thức cắt bánh tình yêu chúc mừng hạnh phúc. Sau đó xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về bên thắp rượu hồng để cùng rót ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc. Và xin mời đại diện chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng chúc mừng cô dâu và chú rể này không ạ. Vâng ạ, và hiện diện lên sân khấu chúng ta được chứng kiến đó chính là chú rể Đức Công và cô dâu Kiều Anh. Và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay rót ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc. Trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin được mời cô dâu và chú rể ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và những ly rượu hồng ngày hôm nay đã tuôn chảy biểu tượng cho tình yêu hạnh phúc trong năm của chú rể Đức Công và cô dâu Kiều Anh cũng đã chính thức tuôn trào như những ly rượu hồng. Và ngày hôm nay chú rể như muốn tâm sự với cô dâu rằng em như một chén rượu hồng anh đây chưa nhấp và lòng đã say, và ngày hôm nay nếu như em là một chén rượu cay thì anh đây xin uống để say suốt đời. Và xin mời đại tình phía dưới ơi, chúng ta còn dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không ạ. Xin chào, cảm ơn rất nhiều ạ. Toàn thể quý vị, và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và xin được mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía hai bên gia đình. Và xin được mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía hai bên gia đình. Vâng ạ, xin được mời hai vị trưởng đoàn và xin được mời bố mẹ thân sinh của chú rể Đức Công ạ. Sẽ cùng ở hiện diện ở bậc tiền sân khấu ngày hôm nay ạ, để cùng nâng ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc ạ. Trân trọng kính mời ạ. Hiện diện trên bậc thềm sân khấu ngày hôm nay đó chính là đại gia đình của phái đoàn quan viên, gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân khách quý, và hiện diện trên sân khấu xin được trân trọng giới thiệu đến đại gia đình một lần nữa, đó chính là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía hai bên gia đình, sự hiện diện của bố mẹ thân sinh chú rể Đức Công, và sự hiện diện của
chú rể Đức Công và cô dâu Kiều Anh ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, cũng bằng sự đại diện những tình cảm ấy mà ngày hôm nay cô dâu và chú rể đã cùng có mặt trên bậc thềm sân khấu ngày hôm nay. Và giờ phút này xin được mời toàn thể đại đình sẽ cùng chạm ly, vâng ạ, biểu tượng cho sự chúc mừng hạnh phúc trong năm của cô dâu và chú rể ngày hôm nay ạ. Và xin toàn thể đại đình phía dưới chúng ta đừng quên những tràng pháo tay thật lớn và thật độc nhiệt để cùng chúc mừng cho Đức Công và Kiều Anh ạ. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Vâng ạ, xin mời mọi người cùng nâng ly và cùng nhấp môi ạ. Chúc mừng hạnh phúc ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị trưởng đoàn ạ. Xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều ạ. Vâng ạ, và giờ phút này xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khoác tay nhau uống ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc và biểu tượng cho ly rượu giao môi ngày hôm nay. Vâng ạ, và sau đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khoác tay nhau ạ để cùng uống ly rượu giao môi chúc mừng hạnh phúc trong năm ạ. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng ạ, xin cảm ơn cô dâu và chú rể. Vâng, và kính thưa quý vị thân khách quý, và ngày hôm nay những tình cảm của quý vị là những món quà ý nghĩa và đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay chúng tôi những người làm chương trình được đón nhận những món quà tình cảm đến từ đại gia đình của nhà trai chú rể Đức Công. Và kính thưa quý vị thân khách quý, và món quà đầu tiên ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu và xin được mời về sân khấu, đó chính là món quà đến từ bố mẹ thân sinh của chú rể Đức Công. Vâng ạ, và giờ phút này xin được mời bố mẹ sẽ cùng dành tặng cho hai con những món quà kỷ vật trong ngày cưới. Trân trọng kính mời ông bà. Kính thưa toàn thể quý vị thân khách quý, và đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, và gian khổ cuộc đời cũng không ai khổ bằng cha. Và ngày hôm nay trước khi người con trai yêu quý xin được hạnh phúc trong năm của người con yêu thương, thì bố mẹ đã cùng chất chiêu dành dụng một tình cảm đặc biệt để cùng chúc hai con có một cuộc sống trong năm hạnh phúc. Và một lần nữa xin mời đại đình một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và tiếp nối chương trình xin được mời món quà tình cảm đến từ chị Hoa. Vâng ạ, xin được mời chị Hoa là chị của chú rể Đức Công ạ. Xin cùng hiện diện về sân khấu để cùng chúc mừng hạnh phúc hai em ạ. Vâng ạ, và ngày hôm nay là ngày cưới của hai em Đức Công và Kiều Anh. Thì chị cũng có những món quà đặc biệt để cùng dành tặng tới hai em. Chúc hai em hạnh phúc. Vâng ạ, và xin được mời chị sẽ cùng trao món quà kỷ niệm ngày cưới cho hai em ạ. Xin chào quý mời. Vâng ạ, và xin hỗ trợ một tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng được không ạ? Tiếp nối chương trình xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời món quà đến từ cháu Trang. Vâng ạ, xin được mời cháu Trang sẽ cùng trở về sân khấu để cùng dành tặng món quà đặc biệt cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay nữa để cùng chúc mừng được không ạ? Vâng ạ, và ngày hôm nay một lần nữa con xin được thay lời cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tình cảm của đại gia đình. Và tiếp đến chương trình xin được mời toàn thể các anh chị em, và xin được mời đặc biệt hơn nữa những tình cảm đến từ cô dì chú bác ạ. Và anh chị em mà chúng ta cùng có mặt tại sân khấu, những ai chúng ta có những món quà cưới thì xin được mời toàn thể cô dì chú bác, các cậu các mợ, và xin được mời các anh chị em sẽ lần lượt trở về sân khấu để cùng trao quà cho cô dâu và chú rể. Xin được mời toàn thể quý vị. Quý vị phía dưới chúng ta cùng hướng về sân khấu và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng một lần nữa chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng ạ, xin được thay lời cô dâu và chú rể xin cảm ơn những món quà tình cảm đến từ đại gia đình rất nhiều. Xin trọng cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng ạ.
Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, vào một lần nữa ngày hôm nay giờ phút này xin được thay lời con dâu và chú rể xin cảm ơn những tình cảm đến từ đại gia đình rất nhiều một lần nữa. Và kính thưa quý vị, cùng trở lại với chương trình buổi lễ thành hôn trước khi được chào đón những món quà tình cảm cùng trở về để cùng chúc phúc cho con dâu và chú rể. Giờ phút này xin được mời con dâu và chú rể sẽ cùng tiến về sân khấu phía dưới để cùng đi xót nước mời thuốc phái đoàn quan viên bốn họ để cùng thay cho lời cảm ơn đến những tình cảm hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã cùng trở về để cùng dự buổi đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây cùng trở lại với Trang Văn Nghệ, xin được mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu để cùng chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Bách đến từ chương trình The Voice 2019. Vâng ạ, một ca sĩ có thể nói là rất là trẻ trung và đạt giải thưởng rất là lớn trong năm 2019 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ, và xin toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu ngày hôm nay một lần nữa để cùng dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Bách qua ca khúc Thế Giới Và Em Anh Chọn Em. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Dạ vâng, thì sau đây thì em xin được gửi một món quà tinh thần nhỏ tới toàn thể quý vị và đặc biệt là cô dâu chú rể ngày hôm nay ạ. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Sẽ mang theo giây phút cuối đời, chỉ cho tấm lòng chân thành, tình yêu sâu sắc ta mang theo. Người đời kia vẫn thuộc đành đôi, chọn lấy vinh quang hay giàu sang, còn anh luôn lặng nghe ngóng ngang. Em có muốn biết trong lòng của dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần em kề bên rồi ta cùng nhau ra đi, với anh chỉ cần thế thôi. Một người mang một mơ và anh xin cho tình yêu, cho tình yêu cùng em sống vui mỗi ngày, cả đời ta cùng nhau. Thế giới của anh là em. Gặp được nhau giữa thế giới này là nhân duyên ngàn năm kéo dài. Mình may mắn tìm thấy nhau, gặp nhau để nhớ thương rồi yêu nhau. Hỏi nhân gian điều quý giá nào, mình sẽ mang theo giây phút cuối đời, chỉ có tấm lòng chân thành, tình yêu son sắt ta mang theo. Người đời kia vẫn thuộc về tôi, chọn lấy vinh quang hay giàu sang, còn anh luôn lắng nghe ngóng ngang. Em có muốn biết trong lòng của anh thế nào? Dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần em kề bên rồi ta cùng nhau ra đi, với anh chỉ cần thế thôi. Một người mang một mơ ước và anh xin cho tình yêu, cho bình yên cùng em sống vui mỗi ngày. Cả đời ta cùng nhau hạnh phúc mấy đã đủ rồi. Thế giới của anh, dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần em kề bên rồi ta cùng nhau ra đi, với anh chỉ cần thế thôi. Một người mang một mơ ước và anh xin cho tình yêu, cho bình yên cùng em sống vui mỗi ngày. Cả đời ta cùng nhau hạnh phúc
ơn người rất là nhiều ạ. Chúc mừng anh chị nha. Và kính thưa toàn thể quý vị tân khách quý, và ngày hôm nay một lần nữa trước khi chào đón sự hiện diện trở lại của nam ca sĩ Hoàng Bách, dòng phút này xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng về sân khấu để chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Oanh sẽ cùng trở lại để vừa tới quý vị với một ca khúc Những Điều Giản Đơn để cùng chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Vâng ạ, và xin quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Oanh. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Trong buổi chiều ngày hôm nay một lần nữa, anh thích làm chương trình cho mọi người chúng tôi rất mong muốn để cùng kéo dài thời gian văn nghệ để cùng chúc mừng cho buổi đại lễ thành hôn. Nhưng vì điều kiện thời gian và công việc của ai phái đoàn ngày hôm nay, tất cả cũng đã đều được ấn định sau khi buổi đại lễ thành hôn kết thúc. Vì vậy giờ phút này một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể đại gia đình một lần nữa cùng mời dầu xây nước và xin được mời vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái cô dâu Kiều Anh một lần nữa trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ cùng hiện diện về bờ tiền sân khấu để đưa lời cảm ơn trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho họ nhà trai, đại diện cho họ nhà gái và các cháu thanh niên nam nữ, thay mặt cho các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai và họ nhà gái, tôi thì họ nhà gái nhưng mà thay mặt cả hai họ là cảm ơn các quan viên hai họ, các
cụ công các bà, các bạn nam nữ thanh niên và ban tổ chức đã tổ chức chu đáo cho lễ thành hôn của con cháu chúng tôi. Tôi xin một lần nữa xin chúc quý vị mạnh khỏe, mọi việc như ý. Xin hết ý kiến. Và sau đây xin được mời vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai Đức Công luôn lời cảm ơn. Trân trọng kính mời ông sẽ cùng trở về sân khấu. Tôi xin được thay mặt cho họ nhà trai một lần nữa xin được cảm ơn tất cả sự hiện diện của tất cả các quý vị đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Đức Công và Kiều Anh hôm nay. Cũng năm cũ của năm 2019 đã sắp qua và năm Canh Tý cũng đang ngấp nghé tại tất cả các cái buổi hiên của các gia đình. Chúng tôi cũng xin được kính chúc các vị chuẩn bị đón một năm mới là an khang và vạn sự như ý. Xin cảm ơn một lần nữa và chúc các vị nhà gái được trở về quê hương Ninh Bình được an toàn và đầm ấm với tình cảm của gia đình hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị, và một lần nữa ngày hôm nay xin được thay lời cho hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía hai bên gia đình. Xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể các cô công các bà, các thì chú bác và bạn trẻ đoàn viên thanh niên đã cùng trở về để cùng mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho đôi uyên ương. Và một lần nữa ngày hôm nay cũng xin được thay lời cho những người làm chương trình trong vòng cưới xin được khép lại chương trình buổi đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Đức Công và Kiều Anh. Một lần nữa xin được chúc toàn thể duyên hôn thật nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Đôi khi anh thường muốn có niềm vui mỗi tối dòng chơi đây đó cùng bạn bè gần xa. Ba-da-ba-ba. Khi xưa anh là thế đây, giờ đây đã có ai đó trong ngóng trở về nhà thật nhanh. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ. Cứ trôi qua một ngày nhớ, chỉ cần nhìn thấy em cười vui. Oh na 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 na. Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng tắt hoàng hôn. Từng chiều để em khi ấy mỉm cười đón anh sẽ chia buồn vui. Từng ngày đó. Oh oh oh. Nỗi nhớ chỉ sợ chờ thật lâu, dẫu vài lần thôi. Anh yêu em vì thế đây, chỉ cần bên anh dù có mưa gió chẳng sợ điều gì đâu. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ.